Thưa quý vị, các quan chức y tế toàn cầu gióng lên hồi chuông cảnh báo về số ca mắc bệnh đậu mùa khỉ đang gia tăng ở châu Âu và các nơi khác trên thế giới. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, thì tính đến ngày 22 tháng 5, ghi nhận ít nhất là 92 ca đậu mùa khỉ và 28 trường hợp ghi nhiễm tại 12 quốc gia. Cơ quan này cho rằng sắp tới các ca nhiễm sẽ xuất hiện nhiều hơn khi mở rộng giám sát ở các quốc gia vốn trước đây chưa từng ghi nhận căn bệnh này. Đậu mùa khỉ là bệnh lý do virus gây ra, đặc trưng với các triệu chứng sốt cũng như phát ban sần sùi đặc biệt. Nó liên quan tới bệnh đậu mùa nhưng thường nhẹ hơn, có tỷ lệ tử vong khoảng 1%. Hầu hết các bệnh nhân sẽ hồi phục hoàn toàn sau 2 đến 4 tuần. Loại virus này không dễ lây truyền như SARS-CoV-2 đang hoành hành hơn 2 năm qua. Các chuyên gia tin rằng đợt bùng phát bệnh đậu mùa khỉ hiện lây lan có tiếp xúc gần gũi với bệnh nhân. Điều này, đậu mùa khỉ dễ kiểm soát hơn nếu phát hiện được các trường hợp nhiễm bệnh. Các chuyên gia y khoa của Mỹ cho rằng COVID lây lan theo đường hô hấp và có khả năng lây nhiễm rất cao. Điều này có vẻ không đúng đối với bệnh đậu mùa khỉ. Tuy nhiên, nhà dịch tễ học David Heyman của Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo đậu mùa khỉ đang lây truyền trong cộng đồng theo đường quan hệ tình dục, làm tăng khả năng lây lan của căn bệnh trên toàn thế giới. Giới chức y tế của các nước chưa biết nguyên nhân virus này đột ngột lây lan. Một nhà virus học tại Tổ chức Thuốc chủng ngừa và Bệnh truyền nhiễm ở Canada cho biết một số yếu tố như làn sóng bùng nổ du lịch hậu COVID-19, biến đổi khí hậu đang thúc đẩy sự xuất hiện và lây lan của virus bệnh đậu mùa. Theo WHO, các đợt bùng phát gần đây được báo cáo là không điển hình vì chúng xảy ra ở các quốc gia mà virus không lưu hành thường xuyên. Giới khoa học hiện vẫn đang tìm nguồn gốc của các trường hợp hiện tại và xem liệu virus này có thay đổi gì hay không. Hầu hết các ca bệnh cho đến nay được ghi nhận ở Anh, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha. Cũng có trường hợp được báo cáo tại Canada, Australia. Mỹ gần đây cũng phát hiện một số trường hợp nhiễm bệnh. Các quan chức của WHO lo ngại số ca bệnh có thể tăng lên khi mọi người tham gia các lễ hội, tiệc tùng và kỳ nghỉ trong những tháng hè sắp tới ở châu Âu và các quốc gia khác.